Kính thưa toàn thể quý vị, và nối tiếp chương trình thì lên xin mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca đặc biệt với một điệu nhảy đặc biệt và tiếng hát của cô khi cất lên và điệu nhảy của cô khi cất lên bảo đảm sẽ làm cho quý vị sảng khoái tâm hồn và xua tan mệt mỏi. Đó là một giọng ca huyền thoại, một gương mặt quen thuộc của chương trình ca nhạc ca cổ miệt vườn. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của Kiều Oanh, ca sĩ hải ngoại nha, sẽ gửi tặng cho chúng ta một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Ca khúc được mang tên 60 năm cuộc đời. Rồi 20 năm đầu chung chung không bao lâu, 20 năm theo sự thương dân đời trời, 20 năm là đời không thấm được bao, đời cũng là được bao, đời còn đâu là thế. Đời khi tha anh rồi em không biết yêu ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời, anh ơi chúng là vợ. Đời 20 năm đầu chung thương không bao lâu, 20 năm chân phương thương chân trời trời, 20 năm là bao. Tôi là thế, đời không không được bao, đời không không được bao, đời không lâu là thế. Năm tháng mà yêu sáu mươi năm cuộc đời khi xa anh rồi em không biết yêu ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời, em cũng không là bao. Ơi già thế, đời chẳng không được bao, ơi già bao, ơi không lâu là thế. Yêu nhau anh ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời khi xa anh rồi em không biết yêu ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời cũng không ra.